Xem phim hay, chia sẻ câu chuyện, thanh lọc tâm hồn, cảm nhận cuộc sống. Xin chào mọi người, tôi là Sàm Già, cô bé Na Hương sống bên bờ Nụ Giang. Mỗi ngày đi học phải đu dây mới có thể đến trường học ở bờ bên kia. Ngày này Na Hương sau khi tan học lại đu dây trở về nhà. Chuyện không may đã xảy ra, đôi giày mới trong túi của Na Hương bị rơi ra. Cô bé bỏ tay khỏi dây thừng muốn túm lấy đôi giày, mất đi sự thăng bằng, dòng dọc bị nghiêng, làm cho móc treo dòng dọc ở dây thừng bị đứt. Na Hương rơi xuống giữa dòng Nụ Giang chảy xiết. Như vậy sinh mạng của cô bé đã bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Câu chuyện là như vậy. Nơi Na Hương sống, do dân cư thưa thớt, lại không xây dựng cầu, người trong thôn muốn sang bờ bên kia đều dựa vào đu dây. Hàng năm đều có người mất mạng ở sông này. Na Hương có một em trai 7 tuổi tên là Ngọa Hoa, cậu bé thông minh hoạt bát, tình cảm của hai chị em rất tốt. Ngọa Hoa mỗi ngày đều nhìn chị Na Hương dùng dòng dọc đu sang bờ bên kia, mỗi ngày ở bờ bên này đợi chị đi học về. Ngọa Hoa thông minh ham học, nhưng mẹ không cho Ngọa Hoa đi học, vì đi học phải đu dây qua bờ bên kia, mẹ lo lắng cho an toàn của Ngọa Hoa. Gia vị nấu ăn trong nhà đều do Na Hương đu dây qua bờ bên kia đi mua về. Bà nội Na Hương bị trúng gió, mẹ kêu Na Hương đi qua bờ bên kia tìm bác sĩ chữa bệnh cho bà nội. Vị bác sĩ trẻ tuổi này đến đây được 3 tháng rồi, vì giao thông không tiện, ra ngoài khám bệnh đều phải đu dây. Anh không thể kiên trì nữa, muốn rời khỏi nơi này. Tại Na Hương vẫn luôn cầu xin, bác sĩ đồng ý đi một lần cuối. Lúc đu dây bác sĩ kinh hồn bạt vía, tiếng hét vang trong hẻm núi như tiếng giết lợn. Đủ thấy đu dây đối với người bình thường mà nói là một thử thách không nhỏ. Ngày này Ngọa Hoa không kìm hãm được ham muốn đi học, cậu bé cầm lấy dòng dọc đến bên cạnh dây đu. Nhìn dòng nước cuồn cuộn, cậu dũng cảm lấy dòng dọc móc lên dây thừng. Đây là lần đầu tiên cậu đu dây, trong sợ hãi có chút thích thú. Cậu lén lút tới trường của chị, ở ngoài cửa sổ nhìn cô giáo giảng bài. Cô Nhiếp phát hiện ra Ngọa Hoa, muốn gọi cậu vào lớp. Ngọa Hoa chạy vụt đi. Cô Nhiếp cùng Na Hương chuẩn bị đến thăm hỏi gia đình Na Hương. Đối với dòng Nụ Giang chảy xiết, vẻ mặt cô Nhiếp bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng. Lần đầu tiên cô Nhiếp đu dây, căng thẳng nhắm chặt hai mắt. Do chưa đu dây bao giờ, cô Nhiếp mới đu được nửa đường đã dừng lại. Cuối cùng vẫn là Na Hương một bên vịn một bên đẩy cô mới tới bờ. Ngọa Hoa bình thường đều ở bên bờ đợi chị về nhà, nhưng cậu phát hiện cô Nhiếp cũng đến liền không dám lộ diện. Ngọa Hoa sợ cô Nhiếp nhận ra cậu, mang chuyện cậu đến trường học nói với mẹ. Vì vậy cậu trốn ở sau vách đá không dám ra. Nhưng mà trưởng thôn tới nhà Ngọa Hoa có việc, nhìn thấy Ngọa Hoa, kiên quyết mang Ngọa Hoa về nhà. Cô Nhiếp nhận ra cậu, mang chuyện cậu tới trường nói ra hết. Nghe xong mẹ rất kinh ngạc, bà lấy chổi đánh Ngọa Hoa, nhưng bị cô Nhiếp ngăn lại. Mẹ rơi nước mắt, nổi giận nói với Ngọa Hoa, cả đời bà cũng không cho Ngọa Hoa đi học. Ngày hôm đó sau khi tan học, Na Hương đến cửa hàng mua muối. Cô nhìn thấy một đôi giày rất đẹp, cô rất thích nó. Mặc dù đôi giày này chỉ có 16 đồng năm, nhưng Na Hương vẫn cảm thấy hơi đắt, liền bỏ đôi giày xuống. Lúc này cô Nhiếp đã nhìn thấy, cô mua đôi giày và tặng cho Na Hương. Na Hương rất thích đôi giày này, cầm trong tay mà không nỡ bỏ xuống. Lúc đến bên bờ để đu dây mới bỏ đôi giày vào trong cặp sách. Cũng vì đôi giày này mà Na Hương bị rơi xuống sông. Đôi giày cô chưa được đi mà đã bị dòng Nụ Giang cướp mất. Đang trong độ tuổi đẹp như hoa mà mất đi mạng sống. Biết tin con gái mất, mẹ Na Hương ngồi thất thần. Có lẽ bà ấy đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Ngọa Hoa cầm trong chóng cùng với chú chó ngồi bên bờ. Cậu mãi mãi cũng không đợi được chị mình tan học nữa. Cậu biết chị mình đã ra đi mãi mãi. Từ đó Ngọa Hoa không bao giờ nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên bờ sông nhìn sang bờ bên kia. Bố Na Hương trở về, ông ấy ở ngoài làm việc nhiều năm. Mẹ Na Hương thấy chồng, rơi nước mắt. Trưởng thôn cùng cô Nhiếp tới nhà Na Hương. Bọn họ tới khuyên mẹ Na Hương cho Ngọa Hoa đi học. Trưởng thôn nói với mẹ Na Hương chính phủ đã chọn được vị trí xây cầu, không lâu nữa sẽ xây một cây cầu mới. Ngọa Hoa đi học dễ dàng, không cần lo lắng an toàn cho Ngọa Hoa nữa. Nhưng nói gì mẹ Na Hương cũng không cho Ngọa Hoa đi học. Cô nói với chồng, chỉ cần anh cho Ngọa Hoa đi học, cô sẽ tự tử. Hết cách, chuyện đi học của Ngọa Hoa chỉ có thể gác lại. Ngày nọ cô Nhiếp đến tìm mẹ Na Hương. Cô quyết định mỗi cuối tuần đến nhà dạy Ngọa Hoa học. Nhưng lúc học, Ngọa Hoa cũng không nói chuyện. Cô Nhiếp nghe nói Ngọa Hoa rất thích vẽ, liền để Ngọa Hoa vẽ. Nhưng Ngọa Hoa không muốn vẽ, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ngọa Hoa đến khu đất trống dưới nhà, cô Nhiếp đi cùng. Ngọa Hoa chỉ cho cô Nhiếp xem tranh mình vẽ trên bảng gỗ. Trên tranh có một cây cầu, trên cầu có một cậu bé đứng cạnh lan can. Kia là ước mơ của cậu, cậu muốn có một cây cầu để đi học, không cần mạo hiểm đu dây nữa. Ngọa Hoa đứng lên một cái ghế, cậu vẽ thêm một bé gái, chính là chị của cậu. Nếu như có cầu, cậu có thể cùng chị gái đi học, chị cũng không rơi xuống sông. Cô Nhiếp đứng nhìn, mắt cô rơi lệ. 6 tháng sau, Nụ Giang được xây một cây cầu sắt, Ngọa Hoa cuối cùng cũng có thể đi học rồi. Cậu mang cặp sách, tay cầm trong chóng mà chị cậu làm. Ngọa Hoa nhớ chị Na Hương, hy vọng chị có thể cùng mình đi trên cầu. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực, nhưng chị mãi mãi rời xa cậu. Câu chuyện kết thúc tại đây. Bộ phim Đường đi học được chỉnh sửa trên câu chuyện có thật. Đối với những đứa trẻ sống ở hẻm núi Nụ Giang mà nói, tại dòng Nụ Giang chảy xiết đu dây như bay, là một phần cuộc sống của họ. Tri thức ở bên kia bờ, mơ ước cũng ở bên kia bờ. Vì đi học, có những đứa trẻ phải trả giá bằng mạng sống. Do khó khăn, bọn họ không có sự lựa chọn, chỉ có thể hướng về phía trước. Video kết thúc tại đây. Sàm Già đã khóc một chút, còn bạn thì sao?